Xin chào các bạn. Hôm qua có một cái vị khách chị tới, chị có lưỡng lự giữa cái cây CA59 này với cây CRV645. Mình thấy cái sự lưỡng lự này cũng hay, cho nên sẵn đây mình làm cái clip á, mình phân tích, mình review, mình so sánh hai cây. Thì chị nói là so với hai cây này cùng giá thì theo mình á, mình đánh lâu á thì mình nên chọn cây nào. Thì hôm nay mình cái câu hỏi của chị đó thì sẵn tới đây á, trong dịp đây mình làm clip, mình review giữa hai cây này, tại vì hai cây này về cái ngoại hình nó giống hệt nhau luôn, nó cũng tương tự nhau về chiều cao, kích thước, về cái giá tiền nó cũng giống luôn, và nó cũng sản xuất cũng năm từ 2019 đến 2020. Cái cây CA59 này là sản xuất 2020, còn cái cây CRV của Yamaha này là sản xuất 645 này sản xuất năm 2018. Thì về hai cái thương hiệu á, theo cái thị trường ở Việt Nam mình á, ở mình đứng nước ngoài thì mình không biết, nhưng mà trong nước thì mình thấy là về cái thương hiệu thì Yamaha nó sẽ chiếm ưu thế hơn về so với Kawai, tại vì là mình sử dụng xe máy hay tất cả các phương tiện đều đó, thì nó sẽ cái marketing, cái sự về cái thương hiệu thì Yamaha nó bật hơn. Vì thế cho nên là so với cái giá tiền á, nếu mà hai cái sản phẩm á mà nó cùng với chất lượng á, thì hầu như là mình thấy là cái Yamaha nó nhỉnh hơn, nó nhỉnh hơn cái giá tiền so với cái sản phẩm Kawai cùng chất lượng. Thì bây giờ mình so sánh vô, mình xem cái ngoại hình chi tiết, nó những cái cải tiến và cái bàn phím âm thanh và các cái nút điều khiển này, hai cây nó có gì khác biệt không nha. Phía bên cạnh này là 645, còn bên này là CA59. Hai cây được đặt sát nhau, về cái chiều cao thì nó cũng hợp nhau, cũng giống nhau. Có cái điểm khác biệt giữa cái cây CA59 với cây CRV645 này, đó là cái dãy lo của Kawai, họ làm cái một cái dãy lo nổi phía trên này. Còn ở CRV645 thì cái hai cái lo nhỏ nằm phía trên này và hai cái lo bass ở phía dưới. Về cái bảng điều khiển thì hai cây Vinh thấy nó cũng tương tự nhau, nó cũng đặt một cái bảng điều khiển này và một cái màn hình nhỏ. Phía bên này là volume và nút nguồn. Còn ở CA59 thì nó cũng tương tự như vậy, cái nút nguồn, volume và cái bảng điều khiển. Các cái tính năng thì về hai cái cây này, bắt đầu cái đời này thì hai cây đã có cái chức năng Bluetooth audio và Bluetooth MIDI. Hai cây với cái chức năng Bluetooth là giống hệt nhau luôn. Và các cái bảng điều khiển, cái âm thanh tiếng thì nó đều giống nhau, cái này hợp nhau. Và cái yếu tố, hai yếu tố quan trọng hơn hết đó là cái bàn phím và âm thanh. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm qua cái bàn phím và cái âm thanh từ từ, mình đưa ra cái nhận xét chính xác đến cho mọi người nha. Phím của cái cây Yamaha CRV645 này thì cái phần phím trắng nó làm phím bóng nha mọi người. Chỉ có nốt đen thì nó làm phím giả vân. Vân gỗ nó giả vân thôi. Còn cái này là vẫn là phím bóng. Rồi, bây giờ mình qua thử cái cây này nha, cái cây CA59. Về cái trải nghiệm bàn phím thì cái phím này nó phủ một cái lớp bóng nhưng mà nó hơi ngà, cho nên là cái tay mình bám cái cây CA59 đánh nó bám tay hơn, và cái phím đen thì nó phủ lớp mờ luôn, nó không có vân. Và để mình đánh thử nha.
thì vừa rồi Vinh cũng đã trải nghiệm qua cái âm thanh, chơi qua thử một cái bản nhạc về cái âm thanh và cái bàn phím. Thì theo cái đánh giá cá nhân của Vinh nha, tại vì tất nhiên là nó mỗi cái hay và cái cảm nhận mỗi người nó khác nhau, còn cái này là cái cảm nhận của cá nhân Vinh á, Vinh cảm nhận Vinh thấy á, thì nếu mà để mà lựa chọn á thì Vinh sẽ lựa chọn cái cây CA59 của Kawai này. Lý do tại sao? Cái việc đầu tiên á là cái bàn phím đó nó cho mình cái cảm giác mình đánh nó êm tay hơn, mình đánh cái cảm giác nó mềm mại hơn, nó không có tiếng cọc 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 giống như cái cây CA645. Thì cái cây CA645 thì nó vẫn là một cái bàn phím tốt, nhưng mà để mà hai cái thằng so sánh nhau á thì Vinh cảm giác Vinh thích hơn cái thằng CA59. Về cái âm thanh thì cái cảm giác của Vinh ngồi Vinh chơi á, cái âm thanh á, thì cái âm thanh nó đầy hơn, cái âm bass nó sâu hơn, thì nó sẽ thích hợp, rất là thích hợp cho Vinh chơi những cái bản nhạc ballad nhẹ nhàng á. Mình nghe mình thấy nó đầy đặn và nó đủ hơn so với cái thằng 645. Thì đó là cái đánh giá cá nhân của Vinh thôi, Vinh cảm nhận. Thì giữa hai cây này thì Vinh sẽ chọn cây CA59. Rồi, thì cái video hôm nay của Vinh, Vinh chia sẻ đến mọi người về cái cách, về cái lựa chọn của Vinh giữa cây CA59 và 645. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.